mình like Nastya. Chọn cái gì đây? Mình sẽ chọn màu xanh. Wow! Chán quá. Đổi đi ba. Vậy chúng ta phải bán nó thôi. Và mua xe đạp mới đi. Bán kiểu xe đây. Bán kiểu xe đây. Bán đây. Bán đây. Ồ, chào. Xe tốt đó, mình sẽ mua. Ok. Bye, bye. Không, không được. Luật đầu tiên, con phải thay quần áo trước. Mặc cái này chạy được nè. Dừng lại, con phải có đồ bảo hộ. Chạy đi. Ok. Mình không lái xe đạp được. Ok, học giữ thăng bằng nha. Giỏi lắm, thử cái này nha. Lại đi. Yeah. Thử lần nữa đi. Bỏ cuộc nhé.